Đấu La Đại Lục phần 2 tập 937, Hoắc Vũ Hạo xảo hoạt bẫy sạp tuyệt thế đường môn. Trong nội tâm tuy là cảm thán, nhưng theo dõi hay là muốn tiếp tục, Vũ Hạo rất xa đi theo bên cánh. Theo đại quân một mực về phía trước hướng phía Thiên Hồn Đế Quốc bộ phận Đông Bắc tiến lên. Theo thời tiết rét lạnh, Nhật Nguyên đại quân tốc độ tiến hành lên cũng tiến hành chậm sấp xuống. Vốn là Vũ Hạo dự tính rằng một ngày có thể tới địa phương, dùng suốt 2 ngày Thiên Hồn đại quân đế quân cuối cùng cũng mới đến. Liếc nhìn lại, tuyết trắng mênh mông, gió lạnh gào thét như sao băng thiên tuyết địa phương. Ở trong không khí hơi nước là cực kỳ nhỏ đấy, bởi vì một khi mà nó chỗ vô ích này ngay lập tức sẽ bị đông kết. Nhiệt độ của nơi này ít nhất là đến âm 30 độ, thường dân muốn sinh sống ở trong môi trường này khó càng thêm khó. Lúc này đã tiếp cận lúc trạng vắng tối, Nhật Nguyên đại quân đế quốc lần nữa hạ trái, so với trước đây lần này hạ trái trở lên càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện ra, doanh trại quân đội cũng đã xảy ra cải biến. Vốn là tại chỗ tốt nhất, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sơ đoán lèo vái, vậy mà chuyển qua bên ngoài, xếp thành hình cái cung, vừa vặn đối với lạnh tấu xương tây bắc phong, giống như là đầu sói thủ hộ đồng bọn đằng gió rét lạnh ngăn cản lại đằng sau. Trong đó xoáy trướng thình lình ngay tại phía trước, gió lạnh gợn lên xuống lù lù bất động. Mặt khác doanh trướng đằng sau thì chỉ là chỉnh tề mà sắp xếp sắp đặt dày đặc. Chỉ có loại phương pháp xếp đặt này mới có thể bảo trì nhiệt lượng tốt nhất. Nguyên lai lượn lờ khói bếp đã không thấy, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít đại trướng bóng ở có nhiệt độ khí bốc lên, không thể nghi ngờ là hỏa đầu quân nấu cơm, mặc dù là ở trong phòng mà không phải là ở bên ngoài. Bằng không mà nói, tại đây nước đóng thành băng, muốn nhóm lửa thật sự là quá khó khăn. Trong nội tâm của Vũ Hạo thở dài một tiếng, người ta đông lạnh một ngày tốt xấu có miệng canh nóng. Chính mình tuy không sợ lạnh nhưng tại đây băng thiên tuyết địa cũng là màn trời chiếu đất chiều ngày. Thời gian này trôi qua, quả thực là phải không thoải mái như thế nào. Vũ Hạo cũng đoán được, Nhật Nguyên đế quốc đội quân này cần khoảng cách chỗ mục đích không xa. Bởi vì bọn hắn vẫn luôn là tại chiều lấy sao phương hướng Tây Bắc tiến lên, mà hiện tại đã đến ranh giới cực Bắc chỉ địa, lại tiếp tục hướng vào phía trong, muốn chính thức tiến vào ở trong phạm vi cực Bắc chỉ địa. Cực Bắc chỉ địa Vũ Hạo là chân chính đi vào đấy, đối với nơi đó khi mặt trời ác liệt đều là điều kiện rất rõ ràng, ở chỗ đó người bình thường muốn sống sót tuyệt đối không có khả năng, cho dù có bông giày hoặc là cũng là cung cấp nhiệt năng lượng hồn đạo khí cũng giống như vậy. Coi như là hồn sư không đến cấp bậc nhất định, cũng không thể nào xâm nhập, huống chi là cực bắc băng nguyên ở bên trong còn sinh hoạt số lượng lớn thuộc tính băng hồn thú. Mượn nhờ hoàn cảnh lực lượng, chúng cần so với bình thường hồn thú cường đại hơn nhiều, một khi tạo ngộ cường đại hồn bầy thú tộc. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sâu đoán cho dù là có mạnh mẽ hơn nữa, cũng là có lực tấn. Vũ Hạo ẩn ẩn đoán được, hành động lần này sở dĩ là Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sâu đoán tiến hành, rất có thể cùng bọn họ am hiểu nhất chính là hỏa thuộc tính năng lượng có quan hệ. Hỏa thuộc tính năng lượng mặc dù tại đây sẽ phải chịu hạn chế rất lớn, nhưng là có thể chống cự rét lạnh. Càng nghĩ như vậy, Vũ Hạo càng cảm thấy lần này Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sơ đoán thành chủ đạo Nhật Nguyệt đại quân đế quốc không hề giống đến đây là đánh trận, ngược lại giống như là muốn đến thực hiện mục đích nào đó. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Vũ Hạo một bên tự hỏi, một bên ở chỗ khe núi lại trong giấu đi. Băng thiên tuyết địa đấy, hắn cũng không am hiểu hỏa thuộc tính năng lượng, muốn ăn nóng đó là hoàn toàn không thể nào, có điều hắn cũng có biện pháp của hắn. Theo chữ vật ở trong hồn đạo khí lấy ra một khối lương khô, sau đó đem lương khô đặt ở trong bàn tay phải của mình. Một màn kỳ dị dần dần xuất hiện, lương khô vốn là nguội lạnh trong thai quán vậy mà dần dần thay đổi, sau đó còn tản mát xa một ít ấm áp nhàn nhạt. Những ngày gần đây, cực mắc chi địa Vũ Hạo cũng không phải là lăn lộn không đấy, hắn đối với băng nguyên tố hiểu càng ngày càng sắc khắc sâu, nhất là nhiệt độ khống chế phương diện. Một khối băng muốn hòa tan tất nhiên là cần đại lượng nóng, tương tự một chậm nước cũng là ngưng kết thành băng, cũng sẽ phóng xuất ra số lượng lớn nhiệt năng. Vũ Hạo lợi dụng nguyên lý này, phong bế không khí xung quanh, sau đó lại khống chế được máu của mình ngưng kết thành băng, như vậy tự nhiên sẽ tản mát ra nhiệt năng. Loại khống chế này cường đại tinh thần lực đều làm chủ đạo, cũng không tính là quá khó khăn. Lương khô thoái mềm mại, cần phải ăn máu, dù sao hắn cũng không thể nào khiến thủ trưởng của mình ở bên trong huyết dịch đông cứng quá lâu. Mau ăn xuống dưới là tốt rồi. Giải quyết cơm tối đơn giản, Vũ Hạo chuẩn bị lần nữa tiến hành. Đúng vào lúc này hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra, xa xa Nhật Nguyệt đại quân đế quốc có động tĩnh. Nhật Nguyên đế quốc phương diện thừa dịp cảnh ban đêm, một cây cột sắt lớn hiện ra tại lờ trú quân của chung quanh, một ít áo sáp màu đỏ sậm Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sơ đoàn thành viên đang bận rộn ở trong đó. Bọn hắn phi hành ở trên không trung, đem một cây cột sắt từ dựa theo vị trí đặc biệt, sau đó lại do chuyên gia đánh vào mặt đất tiến hành cố định.
Công việc này đối với người bình thường mà nói tất nhiên cần phải mượn máy móc to lớn mới có thể hoàn thành. Nhưng mà đối với hồn đạo sư mà nói không coi là cái gì. Hồn đạo sư bản thân là hồn sư, còn có thể mượn nhờ một ít phụ trợ hồn đạo khí trợ giúp, một lát sau cũng đã hoàn thành thất bát. Chẳng lẽ bọn hắn đã đến địa phương rồi hả? Vũ Hạo cẩn thận quan sát. Không thể nghi ngờ, nhưng kim loại cây cột đều là dùng chữ vật hồn đạo khí mang tới đây. Nhìn về phía trên mỗi một cái cây cột đều dài 50m, đường kính vượt qua 30m, hắn sức nặng có thể nghĩ được đó. Chẳng những là dùng chữ vật hồn đạo khí mang đến, hơn nữa còn là muốn tương đương với phẩm cấp chữ vật hồn đạo khí mới có thể làm đến. Nhật Nguyên người đế quốc đây là muốn làm gì vậy? Lời này chính là mục đích của bọn họ hay sao? Một mảnh hoàng vu cực bắc chỉ địa có thể có cái gì? Trong nội tâm của Vũ Hạo lúc này rất là nghi hoặc, có điều hắn hiện tại cũng chỉ là có thể quan sát, ít nhất hắn có thể khẳng định Nhật Nguyên đế quốc tổng sẽ không bệnh tâm thần ở chỗ này thành lập một cứ điểm. Cột sắt to lớn sức nặng tối thiểu cũng vượt qua ngàn cân, cần vài tên đẳng cấp cao hồn đạo sư hợp lực mới có thể dọn xong vị trí hướng mặt đất lắp đặt. Rất nhanh bảy giá, 7-8 cây cột sắt bị đình xuống mặt đất, mỗi một cái đều xâm nhập mặt đất vượt quá là 30m, chỉ lưu lại 12m ở bên ngoài. Ngay sau đó, Vũ Hạo liền thấy Nhật Nguyên đế quốc phương diện lấy những kim loại cây cột này làm cơ sở, tiến hành vây quanh xây dựng một ít máy móc. Máy móc Vũ Hạo đều là lần thứ nhất nhìn thấy, hoàn toàn không biết là cái gì. Nhìn về phía trên kết cấu rất phức tạp, ở đần cũng là có hồn lực chấn động truyền đến. Máy móc tinh vi trình độ rất cao, Vũ Hạo tuy có thể thông qua tinh thần lực in dấu xuống, nhưng mà khoảng cách gần một chút mới được. Mà hắn hiện tại ở khoảng cách này, Nhật Nguyên đế quốc đại quân 5km bên ngoài, áp sát quá gần dễ dàng bị phát hiện, cho nên hắn cũng không có chút nào sốt ruột. Không được rồi, buổi tối đi qua nhìn một chút, Vũ Hạo lúc này tin tưởng chính mình đối với hồn đạo khí hiểu được, chỉ là quan sát một chút hồn đạo khí hạch tâm pháp trận thì có thể phát hiện ra. Nhật Nguyên đế quốc tuyệt sẽ không bắn tên công địch, ở chỗ này xây dựng trận địa tất nhiên là có chủ ý kiên đấy. Hơn nữa, để cho hắn có chút buông lỏng, Nhật Nguyên đế quốc đang xây dựng những vật này rõ ràng không phải dùng để chiến đấu. Mà Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoán giống như cũng không có ở chỗ này xây dựng hồn đạo khí trận địa. Cũng không đủ khổng lồ hồn đạo khí trận địa, Vũ Hạo tin tưởng tại đây còn chưa đủ để uy hiếp đến được chính mình. Màn đêm buông xuống, Nhật Nguyên đế quốc bên kia bận rộn hơn một canh giờ. Về sau hồn đạo sư đám bọn họ cũng riêng phần mình phản hồi lại doanh trướng rồi. Đến buổi tối cực bắc bằng nguyên nhiệt độ còn có thể giảm xuống rất nhiều. Loại ác liệt ở trong hoàn cảnh công tác, hồn đạo sư cũng gánh không được. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, gió lạnh thấu xương bên trong, trên mặt đất tuyết bị thổi bay hóa thân thành mảng lớn băng phấn. Băng phấn chẳng những nhiệt độ cực kỳ thấp, hơn nữa cùng với gió lạnh hồn hạch tựa như là vô cùng bất nhận cường châm. Nếu như là người bình thường tại ngoài, chỉ cần ở trong chốc lát làn da sẽ khổ nứt, bị tổn thương do giá rét. Vũ Hạo lại đợi một canh giờ, tăng đến ở trong quân doanh này cũng đã hoàn toàn an tĩnh trở lại. Toàn bộ ngọn đèn sau khi tắt, hắn mới lặng lẽ leo sườn núi này đằng sau chui ra, tiến hành theo đuổi đến hiện tại thời gian đã một tuần. Vũ Hạo tin tưởng rằng cho dù Nhật Nguyệt đế quốc đại quân rất là có tính cảnh giác, cũng sẽ buông lỏng một chút rồi. Hơn nữa máy móc chỉ là khi mà bọn hắn bên ngoài trại lính vây, vô luận như thế nào cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Lặng yên về phía trước, Vũ Hạo mượn cảnh màn đêm này phóng xuất ra một phòng hồn kỹ, nhanh chóng hướng phía Nhật Nguyệt đế quốc đại quân nờ trú quân tới gần. Khoảng cách 5km đối với bọn hắn mà nói là khoảng thoáng qua một rồi biến mất mà thôi. Chỉ là một lát công phu, hắn cũng đã tới được trú quân vụ căn. Tinh thần dò xét toàn bộ triển khai, đầu tiên quét về phía không trung, hắn cũng không muốn sẫm lên vết xe đổ. Một khi không trung dò xét hồn đạo khí đè thấp xuống 500m trở xuống, vậy thì hắn đã là thà rằng buông tha cho lần dò xét này còn hơn. Không trung đúng là không có không trung dò xét hồn đạo khí tồn tại, nhưng mà đều là đang cao hơn không trung, cũng không có trên mặt của hắn tiến hành chấm động điểm tra dò xét. Đồng thời Vũ Hạo cũng cẩn thận thông qua tinh thần dò xét quét xuống máy móc chung quanh. Máy móc chung quanh cũng tương tự không có bất kỳ chấn động dò xét hồn đạo khí nào, cùng với hắn đã từng cảm thụ qua tinh thần lá chắn. Bảo đảm an toàn, sau đó hắn mới tiếp tục tiếp cận, rất nhanh tới nơi này tiến hành quan sát máy móc chung quanh. Cột sắt to lớn này cách rất gần cho người cảm giác áp bách càng mạnh hơn nữa. Lấy tay chạm đến, lại dùng tinh thần lực tiến hành cảm thụ, Vũ Hạo phát hiện ra cột sắt to lớn dĩ nhiên là hợp kim chế tạo thành. Thể tích tuy cực kỳ lớn nhưng bên trong lại là trộn lẫn kim loại hiếm. Nói một cách khác, một cây cột sắt giá trị chế tạo ra chỉ sợ tường ngộ ngẩng cao, đắt đỏ, bản thân cực kỳ cứng rắn. Dùng thứ này giống như là muốn trèo chống mặt khác hồn đạo khí khác.
mà những kim loại này trụ làm cơ sở đã xây dựng ở Liên Hồn Đạo Khí, cũng không có lắp đặt hạch tâm pháp trận. Hắn hình dạng thập phần tinh vi, như trước mắt nhìn không ra tác dụng là cái gì. Nhíu mày, trong nội tâm của Vũ Hạo không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhật Nguyên Đế Quốc đại quân đến tục cùng là muốn làm cái gì đây? Xem ra chính mình có phải tiếp tục trở xuống dưới mới được. Chỉ còn tiếp tục quan sát mới có phát hiện ra mục đích thực sự của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo không dám ở lâu, quay người chuẩn bị rút lui. Đúng vào lúc này, một âm thanh lạnh như băng vang lên. Liếu đã đến, chớ vội đi à nha. Vũ Hạo trong lòng rùng mình, ở trong nháy mắt này phạm vi phương viên vài trăm mét đột nhiên hào quang tỏa sáng. Số lớn hào quang hướng về hắn tập trung tới, kiến trúc này ở lên cột sắt chung quanh chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Vũ Hạo mặc dù có mô phỏng hồn kỹ bảo hộ, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng rằng mình ở trong tích tắc này đã bị đá tập trung vào. Làm sao có thể? Vũ Hạo trong lúc nhất thời đều là có chút ngây người. Hắn đã tự nhập được phần của chú ý cẩn thận, làm sao có thể bị địch nhân phát hiện? Hắn vừa rồi thế nhưng mà không có phát hiện ra bất kỳ chấn động dò xét hồn đạo khí nào, cùng với bất kỳ tinh thần lá chắn nào cả. Rất kỳ quái sao? Kỳ thật người không kỳ quái, ta biết người có năng lực đối với chúng ta tiến hành điều tra, cho nên vì bố trí cái bẫy này, bản soái đã là quả thực là hao phí một phen công phu. Tại đây ranh giới cực bắc chỉ địa, đặc điểm lớn nhất tự nhiên là nhiệt độ thấp, mà nhiệt độ thấp bên trong, nhiệt năng dò xét hồn đạo khí sẽ đặc biệt mẫn cảm. Tuy người đã là rất cẩn thận đem nhiệt độ cơ thể cùng với cảnh vật chung quanh đồng hóa, nhưng mà người đã quên là trong quá trình người di động, không khí lưu sẽ biến hóa, sẽ có một điểm nhiệt độ cải biến, vô luận là người hay là không khí đều sẽ như vậy. Đương nhiên điểm này rất khó, không đủ để nói rõ cái gì. Dưới tình huống này, cho dù là chúng ta dò xét đến cùng sẽ lờ đánh, nhưng mà hôm nay cũng không đồng dạng khi mà ta sai người xây dựng ra mảnh này cơ bản thiết bị.